Trên máy bay đang yên tĩnh, người đàn ông béo chợt nghe thấy có gì đó đang phát ra tiếng bíp. Anh ấy hỏi liệu người phụ nữ có đến từ túi của cô không. Gương mặt của cô hoài nghi bật máy tính kiểm tra. Máy tính đột ngột phát nổ, trực tiếp khiến cho máy bay có một cái lỗ lớn. Máy bay bắt đầu gặp sự cố. Các mặt nạ dưỡng khí khẩn cấp trong phòng máy đều được mở. Những người lạ không quen biết nhau nắm chặt tay nhau, đối mặt trước tử thần. May thay tên mập cùng người phụ nữ đều sống sót. Nhưng điều kỳ lạ là bên ngoài không có gì tồn tại. Chuyển cảnh. Một người phụ nữ nhận được cuộc gọi từ một người bạn, cho biết chuyến bay của chồng cô gặp tai nạn. Lisa vội vã đến sân bay địa phương ngay lập tức. Hiện trường đông đúc người nhà nạn nhân. Lisa ngồi thụp xuống ghế ôm đầu khóc. Đúng lúc này, một người đàn ông tên là Jack bước tới an ủi cô. Anh ấy nói em trai của anh ấy cũng ở trên đó. Chúng ta phải đủ can đảm để đối mặt với sự thật này. Ngay sau đó máy bay đã bị phá hủy, kết quả tìm kiếm không có may mắn. Đối với người đàn ông và người phụ nữ, tại sao lại bị bỏ qua? Có nhiều bí mật đáng sợ đằng sau. Câu chuyện sẽ kể ở phần cuối. Mặc dù sự thật là trước mặt, nhưng Lisa vẫn không thể đón lấy nó. Cho đến một ngày của 3 năm sau, Lisa tình cờ xem được một phóng sự truyền hình. Người chồng đã chết thực sự xuất hiện ở một con phố. Mặc dù chỉ có thể nhìn thấy mặt sau, nhưng Lisa nhận ra trong nháy mắt, anh ấy là người đội chiếc mũ màu cam. Cô lập tức tìm chú của mình để được giúp đỡ, nhưng chú chỉ tìm được ảnh mặt sau. Lisa phải một mình đến địa phương đó để tìm chồng, và tìm một người bạn là Bách làm người hướng dẫn. Và vợ cũ của Bách cũng là một trong những hành khách đó. Anh ấy hiểu rất rõ cảm xúc của Lisa. Bách nhận được toàn bộ video quay phim thông qua danh bạ. Khuôn mặt của chồng Lisa không được chụp ảnh, lại chụp một bức ảnh về khuôn mặt mà cả hai đều quen thuộc. Đó là người đàn ông đã an ủi Lisa ở sân bay. Nhìn dáng vẻ thì có vẻ Jack đang bảo vệ chồng của Lisa, và anh ấy có một khẩu súng trong tay. Có vẻ như mối quan hệ của cả hai không hề đơn giản. Lisa cả đêm không ngủ và tìm được thông tin của Jack, phát hiện ra rằng em trai hoàn toàn không có trong danh sách. Vậy tại sao anh ta lại phân bua với Lisa? Và chồng của Lisa đâu? Có vẻ như cách duy nhất để biết sự thật là tìm đến Jack. Vì vậy, cả hai bắt đầu tìm kiếm tung tích của Jack, nhưng không có manh mối trong vài ngày. Thay vào đó, một người bí ẩn đã mang đến cho Lisa một chiếc ảnh, chiếc xe cô ấy từng đi. Lisa nghĩ ngay khi ngồi dậy, năm đó nơi chồng mình giấu quà. Chồng từng bị ảnh chụp xe găng tay, giấu một chiếc nhẫn cho cô ấy. Và lần này, đôi găng tay tương tự được giấu bên trong, nhưng không có chiếc nhẫn trong đó mà là một tờ nốt. Trên đó viết mau về nhà. Rõ ràng là bên kia đang nhắc Lisa rằng nơi đây không an toàn. Lẽ nào đây là chồng cô nhắc nhở sao? Lisa không hề nghe lời khuyên của người bí ẩn. Cô và Bách tìm thấy vợ cũ của Jack, nhưng cô nói rằng cô ấy đã không gặp anh ta kể từ khi ly hôn. Thái độ của người phụ nữ đối với hai người không được thân thiện cho lắm. Điều này làm cho Lisa cảm thấy hơi sai. Cô ấy lẻn vào phòng con gái của Lao Bai với lý do đi vệ sinh, phát hiện quá khứ trước đây của Jack, một tấm ảnh chúc mừng sinh nhật con gái. Nó đủ để chứng minh rằng phụ nữ đang nói dối. Thế là cả hai lập tức đến trường của cô gái. Chào cô gái, tôi là bạn của bố cô. Anh ấy xảy ra chuyện rồi, cô phải đi theo tôi. Sau khi vợ cũ của anh ta biết rằng Lisa đã có được con gái, không ngừng đuổi theo cô bé. Lúc đầu, người phụ nữ rất phản cảm trước hành vi của Lisa, nhưng vì phận làm đàn bà, cô vẫn mềm lòng. Nhưng có vẻ sợ rằng mình sẽ bị liên lụy, chỉ tiết lộ một chút. Người phụ nữ nói rằng khi Jack gửi thiệp, đã đề cập đến việc đi đến một nơi có tên là Le Mừng Village. Sau khi quăng quật vài ngày, cuối cùng cũng có manh mối. Tuy nhiên, điều bất ngờ là người đàn ông bí ẩn đã làm điều gì đó trước họ. Ngay khi hôm mượn xe của Lisa, thế là hôm đã trở thành kẻ thế thân của Lisa. Lisa nói với chú của cô ấy, chú nghe xong liền nói sẽ bay qua đón cô. Nhưng Lisa nói ngày mai cô ấy sẽ đến Le Mừng Village để tìm Jack. Cuộc gọi lần này chỉ muốn chú giúp tìm ra danh tính của người bí ẩn. Chú không thể từ chối Lisa và phải đồng ý. Sau nhiều lần hỏi thăm từ chú, ông ấy đã tìm được tên béo vào lúc đó. Và sau khi tên béo bị thương, bây giờ đã thành một người mù. Ông làm sao tìm được tôi? Trên máy bay có một người không khớp với bất kỳ cơ thể nào. Tôi sàng lọc thông tin chi tiết của mọi người. Rõ ràng người may mắn là cậu. Sau khi nghe Jack kể chuyện của Lisa, tên béo mới buông lỏng cảnh giác, nói ra sự thật đã che giấu bấy lâu nay. Hóa ra lúc đó anh và cô ở cùng nhau, gần đó không tìm được bất kỳ ai khác. Nhưng vì anh ta bị thương quá nặng không thể di chuyển được, người phụ nữ chỉ có thể một mình đi tìm. Tên béo cho rằng mình sắp không qua khỏi. Anh ta nhắc người phụ nữ nếu có người đến cứu họ, nhất định phải nhớ nói với họ là trong tay người phụ nữ mang bầu đó có bom. Người đàn ông béo bị ngất ngày hôm sau được hai đứa trẻ địa phương tìm thấy. Anh ấy sau đó đã được đưa đến bệnh viện và hồi phục. Nhưng ngay sau đó anh phát hiện ra rằng tính mạng của mình đang gặp nguy hiểm. Anh hỏi bác sĩ cô nương tên Anna ở đâu. Bác sĩ mang tờ báo đến và hỏi có phải người này không. Hóa ra Anna là vợ của một đại gia. Và vụ tai nạn máy bay rõ ràng là bom dẫn đến. Nhưng báo cáo nói rằng tai nạn là do thời tiết xấu. Đây rõ ràng là có người đằng sau. Và khi Anna tìm kiếm những người khác thì bị người khác hại. Khi bác sĩ hỏi lại anh ta có phải là người còn sống không, anh ấy đã nói dối. Vì để bảo đảm an toàn,
anh ấy nhanh chóng đổi tên và rời khỏi đây sau khi bình phục. Bây giờ tên mập là nhân chứng duy nhất có thể nói với Jack. Anh ta nhớ rằng trước khi lên máy bay, thấy một người đàn ông trong hành lang đưa túi cho một phụ nữ mang thai. Bên trong chiếc cặp là chiếc máy tính. Mặc dù bây giờ anh ấy bị mù, nhưng với sự nhạy cảm với âm thanh, anh ấy hoàn toàn có thể nhận ra, để cung cấp một tài khoản cho các nạn nhân. Anh ấy không còn chạy trốn khi nói chuyện với chú Lisa nữa, đi đến khu vực địa phương để tìm người đàn ông kia. Bên kia, Lisa tìm thấy đội y tế tình nguyện đang đến khu làng. Theo chân một vài người vượt núi đến khu làng, lại đã gặp tên cướp trên đường đi, lấy đi đồ dùng của họ, còn lấy xe của họ đi, càng không nghĩ tới là tên cướp quay đầu lại muốn đưa Lisa và một cô gái khác đi, nhưng Lisa không phải là người hiền. Sau đó họ đến làng kia, dân làng đều đến khám chữa bệnh. Lisa nhân cơ hội chụp ảnh và hỏi dân làng xem họ đã nhìn thấy Jack chưa. Một người phụ nữ nói rằng Jack dù có hóa cho thì cũng nhận ra, hóa ra hắn có cả một đội. Điều khiển dân làng ở làng bên cạnh khai thác cho anh ta, con trai của cô bị hắn ném xuống cát vì chống cự. Lisa biết vị trí chính xác, Lisa một mình với một khẩu súng chạy đi tìm hắn. Tại thời điểm này, ống kính được đưa ra một hộp gỗ, và bên trong chiếc hộp là chồng của Lisa. Lisa với cây súng từng bước tiến đến nơi của chồng, nhân lúc không có ai nhìn cô chui vào trong, mở khóa cửa phòng ra. Môi trường bên trong không thể diễn tả được, và bức tường đầy hoa văn hình chữ V. Đây là phương pháp quen thuộc mà chồng thường dùng để giải quyết những rắc rối của anh ấy. Lisa có chút khó xử. Lẽ nào chồng mình thật sự bị nhóm người này nhốt ở đây sao?